Theo đó, bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, còn gọi là kit test, được cấp cho các cơ sở giáo dục công lập nhằm thực hiện xét nghiệm tầm soát ca nghi mắc COVID-19 đối với người có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng gồm sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, giảm hoặc mất khứu giác, đau nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp hoặc có yếu tố dịch tễ trong quá trình dạy học trực tiếp. Khi các cơ sở giáo dục công lập sử dụng hết số lượng bộ sinh phẩm đã được cấp sẽ được Phòng Giáo dục Đào tạo cấp bổ sung. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố giao nhiệm vụ cho Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện giám sát việc sử dụng các bộ xét nghiệm đúng mục đích, điều phối giữa các trường và báo cáo việc sử dụng bộ sinh phẩm về Sở Giáo dục Đào tạo định kỳ hàng tháng, đề nghị cấp bổ sung khi có nhu cầu. Các cơ sở giáo dục công lập tiếp nhận và bảo quản môi trường lấy mẫu và sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên nhanh virus SARS-CoV-2 theo đúng quy định, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.